Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà xin mời quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếm nạn tao ngùng. Ngã kiếm kiếm vâm đăng thọ trì nguyện giải Như Lai chợ thiền hiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp về mùa hạ cuối cùng của Đức Phật. Thì như kỳ trước chúng tôi có trình bày đó. Trong cái lần này đó, Đức Phật Ngài nói với Ngài A Nan rằng là Ngài đã tu bốn thần túc, tức là tứ nhĩ túc á, như là chúng ta đã học rồi, dục nhĩ túc, tinh tấn nhĩ túc, nhất tâm nhĩ túc và quán nhĩ túc. Thì như chúng tôi có đề cập rất là nhiều lần về dục nhĩ túc, dục đây không phải là cái tham dục bình thường như phàm phu chúng ta, những cái tham dục thấp hèn, tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh vọng địa vị, tham thức ăn nước uống, tham ăn chơi, mà cái dục đây là cái ước nguyện, ước muốn mà mỗi chúng ta phải cần có. Chúng ta phải định hướng cuộc đời của mình, dẫu cuộc đời ở ngoài đời hay là trong đạo cũng vậy. Chúng ta phải có định hướng cho chính mình. Thì chúng ta nhìn xung quanh, có rất là nhiều người họ sống mà không có định hướng, họ sống mà không có biết làm cái gì, muốn làm cái gì. Cho nên suốt ngày suốt tháng chỉ quay quần cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ không thôi. Còn đối với Phật tử chúng ta ha, Đức Phật Ngài nói rõ ha, mình phải có những cái phát nguyện theo ý muốn của mình. Mình ước nguyện hiện đời, trong cuộc đời này, rồi những đời tương lai, rồi cho đến suốt trong cái vòng sanh tử luân hồi này, mình muốn làm cái gì cho mình. Cũng giống như các em nhỏ làm bất cứ chuyện gì, học bất cứ gì cũng phải có hướng đến, muốn học thành danh thành tài mau chóng thì phải định hướng làm bác sĩ, làm kỹ sư, vân vân. Chiếc ghe, chiếc thuyền, chiếc xe cũng vậy, phải có định hướng đi nói rõ ràng. Chứ bằng không là mình như là con thuyền không bến, chiếc xe cứ chạy mãi không biết đến đâu thì không có thể nào mà làm được gì cả. Thì cũng như kỳ rồi đó, thì cũng có những vị Phật tử hỏi chúng tôi là cái nguyện này nó có khác lời hứa hay không. Thì lời hứa, mình hứa hẹn với nhau ở ngoài đời, có khi mình làm được, có khi mình cũng làm chưa được. Làm được thì là mình trọn vẹn lời hứa, mình làm chưa được nhiều khi mình thất lời hứa, nhưng quan trọng chính mình. Có thể hôm nay mình hứa mình chưa làm được, có thể ngày mai, tháng sau, vân vân, tùy theo. Thì
nói theo cái danh từ bên ngoài, cái pháp quyền của mình nó cũng giống giống như là cái lời thề đó, à, lời thề nó khác hơn cái lời hứa. Thề mình thề thốt với nhau, à, giữa vợ với chồng chẳng hạn. Hoặc là quý vị nhớ câu chuyện mà có con quỷ dạ xoa đó, chuyên bắt trẻ em mà đi ăn á, ăn nuốt á, rồi cái cô đó xạo quá đó mới ẵm con đến gặp Phật để cầu Phật cứu đó ha, chứ vì đa số biết câu chuyện đó ha. Thì quỷ dạ xoa mới chạy đến định bắt đứa bé đó mà ăn thịt. Thì Đức Phật ngài mới dùng thần thông mà bắt 1.000 đứa con của quỷ dạ xoa này. Thì khi mà quỷ dạ xoa về mất con mới la khóc, thì mới biết Đức Phật ngài bắt á, thì Đức Phật ngài mới nói rằng đó, khi con quỷ dạ xoa này tới đó, Phật ngài nói đó, ngươi có 1.000 đứa con mà ta bắt, còn cái cô này có một đứa con mà ngươi muốn bắt, như vậy á, là ai đau khổ nhiều hơn. Thì sau đó quỷ dạ xoa mới tỉnh và Đức Phật ngài mới kể cái nhân duyên tiền kiếp với nhau á, là đã từng hãm hại với nhau, ăn nuốt với nhau. Một đời á, một cô ha, làm người vợ lớn, một cô làm người vợ bé, hại với nhau. Người vợ lớn hại cô vợ bé, cô vợ bé trước khi mất cũng thệ là đời sau sẽ hại lại, làm con gà, với con chim đại bàng, vân vân. Nên đời này đó, người thì làm người mẹ, người làm quỷ dạ xoa. Thì khi Đức Phật ngài kể như vậy đó, Đức Phật ngài mới nói rằng đây là do cái lời thề thốt với nhau, lời thề độc với nhau mà hãm hại với nhau. Thế nên hướng cái tâm như vậy mới đi tìm với nhau mà trả thù trả oán với nhau. Và đó là một cái câu chuyện, và ngay cả trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta thương ai đó đó ha, thương vợ thương chồng mình thề non hẹn biển gì đó, thì chắc chắn đời sau không gặp cách này cũng gặp cách khác, hoặc có những cái lời thề độc với nhau đó, thì gặp bên với nhau gieo oán gieo thù, đó là chuyện ngoài đời. Nên trong đạo Đức Phật ngài dạy đó ha, mình cứ phải có những cái phát nguyện để mình có định hướng cho cuộc đời của mình, nhất là người biết đạo ha. Chứ không phải là mình tu cho qua ngày qua tháng, rồi đến đâu hay đến đó như là bùn trôi. Cho nên tôi có phân tích rõ đó, mình phải có những cái tiểu nguyện, những cái trung nguyện, những đại nguyện. Những tiểu nguyện là những cái nguyện mà mình làm trong khả năng của mình làm được trong hiện tại, trong tầm tay của mình. Mình nguyện ngày mai mình sẽ lại 100 lại chẳng hạn, ngày mai mình sẽ tụng thêm 21 chú Đại Bi chẳng hạn. Hoặc là mình nguyện mỗi ngày mình tụng một bài kinh A Di Đà vân vân, tùy theo. Rồi trung nguyện mình nguyện coi trước khi mình nằm xuống cõi đời này đó, hiện đời này đó, thì mình nguyện mình muốn làm cái gì cho cuộc đời của mình, muốn đi tu, muốn xuất gia, muốn hành dương Phật pháp, muốn hộ trì Tam Bảo, muốn xây cất chùa chiền, xây trường học, bệnh viện vân vân, tùy theo cái nguyện của mình có định hướng á, thì mình làm chuyện gì mình cũng hướng vào đó. Rồi đương nhiên là cái đại nguyện là ai theo Phật giáo Đại thừa cũng đều nguyện muốn thành Phật, nên bất cứ công đức phước báo gì như chư tổ bên Tịnh Độ Tông có dạy đó ha, mình làm bất cứ công đức phước báo gì đó mình nên hồi hướng hết cho cái việc vãng sanh của mình, cũng giống như mình dồn hết tiền bạc của cải cho cái chuyến đi xa của mình. Như khi xưa một số chúng ta đi vượt biên đó ha, bỏ tiền bỏ bạc để mà lo đi vượt biên, không hoặc mình dồn hết tiền bạc của mình cho con cái mình nó đi du học chẳng hạn, nên
Đó là việc đời, việc đạo cũng vậy. Nên trở lại đó, cái dục như ý túc này rất là quan trọng cho mỗi Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử tu theo Pháp Đại Thừa, tu Bồ Tát Hạnh. Mình có định hướng cho mình trong hiện tại, trong hiện đời, trong những đời tương lai á, thì có thể mình đi lạc. Nhưng mà nhờ mình định hướng rõ ràng rồi, in trong cái tâm thức của mình, thức là da của mình rồi đó, những cái nguyện đó, cái sự hướng mình đi theo chánh pháp, theo chánh đạo. Nên tại sao mà chúng ta phải nên cố gắng mà tụng kinh Phạm Võng với Bồ Tát, những vị mà phát tâm thọ giới Bồ Tát rồi phải nên thường tụng đọc như vậy để nhắc mình đã phát nguyện thọ giới Bồ Tát rồi, mình phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp theo chánh pháp, theo Phật pháp đại thừa, gần gũi chư thiện tri thức, vân vân, thì làm sao mà mình đi lạc được? Có đi lạc đôi chút mình cũng sẽ trở lại ha. Nên nhờ cái sự phát nguyện rõ ràng, nhờ định hướng rõ ràng như vậy thì đường tu của mình nó sẽ hành thông hơn. Có thể mình đi lạc, có thể mình đi chậm, đi mau, có thể đi hướng này hướng nọ, nhưng mà nhờ mình có con đường rõ đó, mình sẽ tiếp tục đi, đi hoài đi mãi từ từ sẽ đến. Chứ bằng không á, mình cứ để như lục bình trôi á, qua ngày qua tháng á, thì không có thể nào mà đi đến đâu được hết trơn á. Rồi nhờ mình phát những cái nguyện đó, mình cố gắng mình làm, thì mình được như ý muốn của mình, nó thành tựu được ý muốn của mình. Đó chính là dục như ý túc. Rồi nếu mà không có tinh tấn thì không thể nào mình làm đến đâu cả. Nên như trong pháp môn tịnh độ ha, tín hạnh nguyện, có niềm tin rồi mình phải hành, có nguyện rồi mình cũng phải hành, chứ không phải là có niềm tin có nguyện rồi không niệm Phật. Và bất cứ pháp môn nào của đạo Phật phải có sự hành trì, như tôi có trình bày, có nhắc các em sinh viên đại học, như các em người Mỹ đó, nếu mà muốn hiểu rõ đạo Phật thì phải có sự hành trì, nhất là hành trì thiền quán, mình mới thấy được lời Phật dạy nó thiết thực làm sao, lời Phật dạy được cái lợi ích lợi lạc như thế nào. Chứ không phải chinh định thôi, không phải chỉ phát nguyện thôi, mình phải có sự hành trì, chứ không phải chỉ có học lý thuyết suông mà thôi. Chúng ta ngồi đây cũng vậy, nghe giảng kinh thuyết pháp, học hỏi với nhau, nhắc nhở với nhau, nhưng mà mỗi người chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi, phải tự có hành trì thì mình mới cảm nhận được mình có khả năng chuyển hóa cái tâm tư phiền não của mình. Mình có đi thì mới có đến, chứ không đi mình có phát nguyện đi nữa, mình có bản đồ, có la bàn tốt gì nữa cũng không đến đâu. Nên phải có sự hành trì, mà hành trì đây phải cần cái sự tinh tấn. Thì chắc chúng ta cũng biết ha, chúng ta đã học về chánh tinh tấn đó ha. Tinh tấn làm những điều gì, những điều lành thiện gì mình chưa làm, mình phải làm những gì, những điều lành thiện mình đã từng làm rồi mình nên làm nữa. Tinh tấn làm những cái gì mình đã lỡ tạo nghiệp tở phạm mình dừng, mình dứt. Tinh tấn là những cái việc xấu mình chưa từng làm thì mình không bao giờ bắt đầu. Nên đó là gọi là tứ chánh cần á, cái sự tinh tấn chân chánh á. Thì mình tinh tấn nhờ như vậy đó, nhờ tinh tấn như vậy, nhờ hướng tâm của mình, định hướng cho tâm của mình rõ ràng vậy, nên mình mới cố gắng mình tinh tấn, mình mới hiểu rõ tại sao mình phải tinh tấn, chứ không phải là chỉ tụng kinh cho qua loa, hay tụng kinh cho có phước, niệm Phật cho có phước, hoặc là khi nào mà có tai ương hoạn nạn gì, có những trắc trở gì mình mới tụng chú đại bi, mình mới niệm Phật, mới lại Phật sám hối, không phải.
mình phải có sự hành trì mỗi ngày. Thì nhờ đó đó mình mới đi đường dài đường trường được, chứ không phải hôm nay mình tùy hứng mình tụng 108 biến Chúa Đại Bi rồi cả tuần bỏ hay cả tháng bỏ rồi tháng sau mình tụng lại, không phải vậy. Mỗi ngày mình phải tinh tấn hành trì, một giọt nước cứ nhỏ từ từ sẽ đầy cái chùm lớn. Rồi nhờ cái sự tinh tấn đó mà mình mới nhiếp tâm được. Lấy ví dụ như cái tâm mình bây giờ đang loạn động, mình không có tinh tấn giữ cái tâm mình á, thì mình không thể nào mà tâm mình yên. Mình phải ngồi ngồi thiền 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng. Cũng giống như mình để cái ly nước á, một đầu ly nước nó đục, từ từ nhờ để cái ly nước đó yên một chỗ nên những cặn cáo nó lắng đọng lại, mình có cái nước trong ở trên. Từ từ mình lọc ra những cặn cáo đó để mình có cái nước trong mình dùng. Nên nhờ có sự tinh tấn, nhờ có định hướng, nhờ có phát nguyện sự tu tập của mình nó rõ ràng rồi, nên mình mới có sự nhất tâm như ý muốn của mình. Nhờ có sự nhất tâm đó đó thì mình mới có sự sáng suốt, có trí huệ, có định thì mới có huệ. Chứ không có cái định đó, thì không thể nào mà có huệ được. Nên đây nó là quán như túc, nhờ có cái trí huệ mình quán chiếu được theo cái ý muốn của mình, quán sát được cái pháp mình đang tu, quán chiếu được nhân quả mình làm những gì, quán chiếu được những cái gì nó đang xảy đến với mình, cái việc tu tập của mình nó có tiến triển hay không, có hành thông hay không, vân vân. Cho nên bốn điều này ha, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc đi liền với nhau. Nên rất là quan trọng cho hành giả Phật tử chúng ta. Như kỳ rồi chúng tôi có trình bày đó ha, sẵn hôm nay chúng tôi xin dành chỉ có mấy phút thôi, cái video clip này chỉ có 2 phút thôi, hơn 2 phút, nói về những cái người Mỹ bây giờ á, nếu mà họ hành thiền thường xuyên á thì họ sẽ giảm bớt những cái sự lo buồn phiền, và có thể thay thế thuốc nữa. Nhiều khi ở Mỹ này đó, như các vị mà lớn tuổi đó ha, chúng ta thấy hết bệnh này bệnh khác, mà mỗi lần có bệnh mà mỗi lần đi gặp bác sĩ thì bác sĩ cho thuốc thôi, mà uống thuốc rồi nhiều khi có người bị ghiền nữa, rồi bên cạnh đó bị xài phép. Còn nếu mình biết cách ngồi thiền, biết cách niệm Phật, biết cách trì chú, là giữ được cái tâm của mình. Đương nhiên là thân vốn là phải chịu cảnh sanh già bệnh chết, nhất nhiều gì mình giữ được cái tâm của mình. Thân mình bệnh nhưng mà tâm mình không bệnh, thì nhờ đó đó, dẫu thân có gì đi nữa mình cố gắng giữ cái tâm mình nó thanh thản an lạc. Thì đây tôi xin chia sẻ vì một cái video clip ha, về cái lý do tại sao mà người Mỹ họ rất là thích hành thiền. Đây, đây tôi mở mở tiếng Anh, rồi hôm tôi sẽ dịch tổng quát lại cho vị nghe ha. Đây là nguyên cái cái tin tức ngày 10 tháng 11, tức là năm tuần rồi đó, chứ không phải là tháng trước năm trước đâu ha. This is how Olga Canestraro deals with her anxiety disorder.
practicing mindfulness when fear and self-doubt threaten. It just helps me in a way show up for myself in a difficult situation. Just energy. It's helped her for a dozen years. Do you get that self-control back? It does, and even if I don't feel in control at the moment, at least I know that I can find it. Now, the first clinical study to compare mindfulness and the generic version of the antidepressant Lexapro found mindfulness to be as effective in reducing anxiety. There are people who don't want to take a medication for whom the meditation could be a nice option. Dr. Hoagie says both reduce symptoms by 30%. The pill has potential side effects, including nausea, headaches, and sexual dysfunction. But mindfulness takes work. The class actually was 2.5 hours a week, but then there was home exercises that we asked participants to meditate about 45 minutes on most days. And there is cost. The generic version of Lexapro can run just under $113 for 2 months without insurance. Guided mindfulness can go as high as $1,000. But Dr. Hoagie hopes the study will change that. Patients would like to, from what I've seen, take these classes, but they have to pay out of pocket. And there ought to be a way to have insurance covering some of this. Canestraro didn't participate in this study, but learned the same techniques to bring her life back into balance, restoring the power to care for herself. Ann Thompson, NBC News. Quý vị có nghe được không? Quý vị thấy ha? Thì cái news này đó, đối với người Mỹ đó, giờ họ có thể là dùng thiền quán để mà replace á, thay thế cho thuốc á. Tất cả thiền quán với lại dùng thuốc á, có cái effect là khoảng 30% ha, reduce, giảm bớt cái sự mà lo âu này đó, anxiety là sự lo âu á, lo lắng á. Và nếu mà dùng thuốc á, thì bị side effect như là bị nhức đầu hay là chóng mặt hay là ối mửa vân vân, đúng không? Còn nếu mà ngồi thiền, nếu mà biết cách ngồi thiền đúng á, thì không bị gì hết trơn. Rồi đối với người Mỹ đó, họ có những cái trung tâm mà họ ngồi thiền mà đa phần là không có free. Họ phải trả từ 300 đến 1.000 cho một cái course á. Còn đối với Phật tử chúng ta đó, nếu chúng ta biết cách ngồi thiền á, thì đâu cần trả gì đâu, đúng không? Mà ngồi thiền là cái pháp căn bản của người Phật tử chúng ta. Chúng ta có cái phước duyên, phước báo đó. Và ngay cả bây giờ đó, những cái insurance nó cũng có thể cover những cái tiền mà lệ phí cho họ tham dự vào những cái buổi thiền tập này ha. Những chương trình thiền tập này. Nên chúng ta thấy không, Phật tử chúng ta có phước rất là lớn, biết được cái pháp của Phật, nhất là pháp tu tập, để mình chuyển hóa cái tâm thức của mình. Đương nhiên là thân bệnh thì mình phải nhờ sự chẩn đoán, cứu trợ hay giúp đỡ của bác sĩ, y tá. Mà về tâm bệnh, mình có thể mình tự trị tâm mình được nếu mình thường hành thiền, nếu mình thường niệm Phật, nếu mình thường trì chú. Nên đây là cái điều mà chúng ta thấy một phần là càng ngày đó, càng nhiều người, tuy rằng họ không có theo đạo Phật, nhưng họ biết dùng cái pháp của Phật để mà tự cứu họ. Nên Phật Pháp không có rời thế gian Pháp. Pháp của Phật là luôn dược cho bất cứ mọi loài, mọi người, chứ không phải chỉ dành riêng cho Phật tử chúng ta. Nên thỉnh thoảng tôi có nhắc những điều này để vị thấy rằng chúng ta nên biết quý, là chúng ta có cái phước duyên lớn lắm. Như trong kinh 42 chương đó, Đức Phật này nói 20 điều khó đó, có được thân người là khó, gặp được Phật Pháp là khó, gặp được chánh Pháp là khó, gặp được thư thiện thức là khó. Mà mình cũng đã gặp được rồi, đương nhiên gặp Phật lại còn khó hơn. Mình chưa có đủ phước duyên, phước báo mà gặp Phật, nhất nhiều gì mình gặp được chánh Pháp.
gặp được thiền thức hướng dẫn nhắc nhở mình tu tập, mình cố gắng ha, nó vừa lợi lạc cho cuộc sống của mình, cuộc sống tâm linh, cuộc sống tinh thần, trong cuộc sống hiện tại của mình. Chứ không phải chỉ việc mà tu là vì cha mẹ nhắc nhở hay truyền thống văn hóa, không phải vậy. Rồi tôi xin trở lại ha, đó là về tứ như yếu túc ha, bốn điều tu tập mà được theo như ý muốn của mình cách trọn vẹn ha. Nếu mình phát nguyện rồi mình tinh tấn hành trì, mình nhất tâm nhiếp tâm mình hành trì, rồi mình có cái trí huệ, mình cố gắng hành trì thì mình sẽ đạt được những cái điều như ý muốn của mình ha. Rồi trở lại, Đức Phật ngài dạy cho ngài A Nan á, lúc mà ngài đến thành Vesali, trú ở điện thờ Udena, lúc đó đó Đức Phật ngài mới dạy cho ngài A Nan rằng á, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện thiện xảo, thờ nếu muốn người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Người A Nan, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện thiện xảo. Này A Nan, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại, Đức Phật ngài nhấn mạnh lại ngài đã tu bốn thần túc biết bao nhiêu lần rồi, đã lão luyện rồi, điêu luyện rồi, thiện xảo rồi. Nhưng mà nếu ngài muốn kéo dài mạng sống của ngài một kiếp hay là phần kiếp còn lại thì ngài có thể làm được. Một kiếp theo Đạo Phật cứ 100 năm thì mình hoặc là giảm một tuổi hay là tăng một tuổi, gọi là kiếp tăng và kiếp giảm. Kiếp giảm là từ 84.000 tuổi, cứ 100 năm giảm 1 tuổi, đến xuống dần như chúng ta bây giờ mình nói có thể là khoảng chừng 100 năm đi ha. Rồi 100 năm đó, cứ 100 năm giảm 1 tuổi, giảm xuống cho đến 10 tuổi, đó là kiếp giảm. Còn kiếp tăng là từ 10 tuổi, cứ 100 năm tăng lên 1 tuổi, rồi cho đến 84.000 tuổi là kiếp tăng. Một kiếp giảm, một kiếp tăng, đó là một tiểu kiếp ha. Đây Đức Phật ngài nói nếu mà ngài muốn á, ngài có thể kéo dài mạng sống của ngài một kiếp hay phần kiếp còn lại, nhưng tôn giả A Nan không thể nhận hiểu được sự gợi ý của Phật, nên không có thỉnh cầu Đức Phật ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời loài người. Vì tâm của tôn giả bị ma vương ám ảnh, Đức Phật ngài nói những cái điều này rất là rõ ràng, nhưng vì ngài A Nan lúc đó vẫn còn phàm phu, cho nên tâm của ngài chưa có sáng, bị ma vương che chướng, nên ngài không có thỉnh Đức Phật trụ thế. Cho nên chúng ta nhớ ha, cứ mỗi ngày nếu chúng ta tụng 10 hạnh nguyện phổ hiền á, thỉnh Phật trụ thế đó, rồi mình lúc nào cũng nghĩ đến Phật, tưởng đến Phật, hướng đến Tam Bảo, cầu chư Phật trụ thế, mình mới nghe được pháp của ngài. Nhờ mình có những phát nguyện vậy, khi mình gặp được Phật pháp, gặp được chánh pháp, mình mới phát khởi tín tâm thâm sâu với Tam Bảo, mình mới có lòng khát ngưỡng muốn nghe giảng kinh thuyết pháp. Ở đây đó, vì ngại năng, vì bị ma vương che chướng tâm, cho nên không có hiểu rõ lời Phật dạy. Nên khi mà Đức Phật ngài nói lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Thế Tôn nói với A Nan: Này A Nan, khả ái thai Vesali, khả ái thai điện thờ Udenai,
khải thai điện thờ Gautamakam, khải thai điện thờ Samtabhaka, khải thai điện thờ Babuputa, khải thai điện thờ Saradandam, khải thai điện thờ Kapalam. Nệ Nang, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo, thời người ấy nếu muốn có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này A Nan, Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bình vững, thật điêu luyện, thật thiện xảo. Này A Nan, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Đức Phật Ngài nhắc đi nhắc lại ba lần, Ngài tán thán ha, thành phố Vesali có những điện thờ rất là đẹp, và Đức Phật Ngài cũng nói bất cứ ai mà tu được bốn thần túc đó, bốn như ý túc đó, là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, rồi nhất tâm như ý túc, và quán như ý túc á, nếu mà tu tập thuần thục rồi, điêu luyện rồi, thiện xảo rồi, có thể kéo dài mạng sống. Nhưng tôn giả A Nan không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Đức Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, thiện thể hãy trở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vì tâm của tôn giả bị ác ma ám ảnh, ở đây trong kinh có ghi lại, vì bị che chướng, cho nên Ngài A Nan không biết thỉnh Phật trụ thế. Khi mà Đức Phật Ngài đã gửi như vậy mà Ngài không có hiểu được ha. Rồi khi mà thấy Ngài A Nan không có hiểu được lời của Phật dạy đó, cho nên Đức Phật Ngài mới nói với A Nan đó: Này A Nan, hãy đi và làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Ngài A Nan bạch với Phật là: Xin vâng bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật ngồi đó và Ngài A Nan đảnh lễ và rời ra, đi ra ngoài. Rồi tôn giả A Nan đi ra chưa bao lâu, ác ma liền đến chỗ Thế Tôn. Khi đến xong, liền đứng một bên. Sau khi đứng một bên, ác ma nói với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời nói của Ngài đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỳ kheo của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng đa văn duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Ở đây đó, sau khi mà Đức Phật Ngài gửi ba lần rồi mà Ngài A Nan cũng chưa hiểu ý của Phật, vì tâm của Ngài bị ác ma, tức là ma ba tuần che chướng á, nên Ngài mới đảnh lễ Phật mà bước ra. Sau khi mà Ngài A Nan vừa rời khỏi đó, thì ác ma, đây là ma vương ba tuần á, mới hiện đến, mới bạch Đức Phật xin Ngài hãy nhập Niết Bàn đi. Vì khi xưa, lúc mà Ngài mới vừa thành đạo đó, ác ma, tức là ma vương ba tuần đó, đã thỉnh Phật nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà lúc đó đó, Đức Phật Ngài mới nói rằng là: Này ác ma, ta chưa có diệt độ đâu. Khi nào mà những vị tỳ kheo
chưa có trở thành những người đệ tử chân chánh sáng suốt, sống theo giới pháp, sẵn sàng đa văn, có thể duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống đúng theo chánh pháp. Nếu mà chưa có khả năng tuyên bố giảng giải trình bày, xác định khai minh phân tích, và khi mà có tà đạo nổi lên, chưa có thể chất vấn hay là hàng phục tà đạo đó, chưa có thể truyền bá chánh pháp, thì ta không có nhập niết bàn. Nên Ma Vương Bao Tuần mới bạch với Phật những lời mà Ngài nói khi xưa, khi Ma Vương đã từng thỉnh Phật nhập niết bàn ha. Rồi bạch Thế Tôn, nay những tỳ kheo của Đức Thế Tôn đã trở thành những vị đệ tử chân chánh sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng đa văn, duy trì chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có đà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hằng phục một cách khéo léo, để có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Và Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Thì Ma Vương Bao Tuần bạch với Phật ha, khi xưa Đức Phật Ngài mới vừa thành Phật, Ma Vương Bao Tuần thỉnh Phật nhập niết bàn, nhưng Phật dạy rằng là chưa đúng thời. Mà bây giờ đã đúng thời rồi, những đệ tử của Ngài đa phần là những cái vị đệ tử chân chánh sáng suốt, sống đúng theo giới pháp, có đa văn, có thể duy trì được chánh pháp, sống chân chánh, sống đúng theo lời Phật dạy, và có thể diễn giảng, trình bày rõ ràng, và khi có tạp đạo mà khởi lên, có thể chất vấn, có thể hằng phục họ một cách khéo léo, và họ có thể truyền bá chánh pháp được, thì thôi, xin Đức Thế Tôn hãy diệt độ đi. Đây là lời cầu thỉnh của ác ma ha. Rồi Ma Vương Ba Tuần cũng bạch với Phật ba lần như vậy. Tôi không có muốn đọc là ha. Ma Vương Ba Tuần thỉnh Phật ba lần như vậy vì biết á, bất cứ điều gì mà muốn thỉnh Đức Phật phải thỉnh ba lần thì Đức Phật Ngài mới đáp ứng. Giống như là trước khi mà giảng bài pháp gì đó, Đức Phật Ngài đa phần đợi Phật tử hoặc là người xuất gia hoặc người tại gia hoặc chư thiên hoặc quỷ thần thỉnh Phật ba lần Ngài mới thuyết pháp. Ở đây Ma Vương Bao Tuần thỉnh Phật nhập niết bàn ba lần. Khi được nói như vậy, Thế Tôn nói với ác ma: này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Thì nghe Ma Vương Bao Tuần thỉnh Phật 3 lần như vậy, nói rằng là khi xưa Ngài đã nói rõ, khi chưa có hàng đệ tử chân chánh, các vị đệ tử xuất gia chưa có hiểu được Phật pháp chân chánh, chưa có tu học chân chánh vân vân, thì Ngài sẽ chưa có diệt độ. Nhưng bây giờ những hàng đệ tử xuất gia của Ngài đã chân chánh tu tập, biết cách hành trì, biết duy trì Phật pháp, giải thích cũng như là hoằng dương chánh pháp rồi, thì xin Đức Thế Tôn hãy diệt độ. Cho nên Đức Phật Ngài nghe ác ma thỉnh ba lần như vậy, thì Ngài mới nói với ác ma: yên tâm đi, ta sẽ diệt độ, không bao lâu đâu, bắt đầu từ hôm nay, 3 tháng sau ta sẽ diệt độ. Và tại điện thờ Kampalam, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, tức là không có còn duy trì mạng sống nữa đó. Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng sống thêm nữa, thời đại địa chấn động ghê rợn,
tóc lông dựng ngược, sấm trời vang dậy. Thế Tôn nhận hiểu ý nghĩa của sự kiện đó, liền thốt lên câu kệ cảm khái như sau: mạng sống có hạn hay vô hạn, tu sĩ từ bỏ không kéo dài, nội tâm chuyên nhất trú thiền định, như tháo áo giáp đang mang mặc. Sau khi mà đã hứa với ác ma là Ngài sẽ nhập Niết Bàn trong 3 tháng sau đó, thì Đức Phật Ngài mới bỏ thọ hành, không có còn duy trì mạng sống nữa. Rồi sau đó đó, lúc đó đó, đại địa chấn động, gây rợn, khiến cho mọi loài tóc lông dựng ngược, sấm trời vang dậy. Nên lúc đó Đức Phật Ngài mới nói cái bài kệ là mạng sống có hạn hay vô hạn gì đó đó, tu sĩ từ bỏ không kéo dài, tu sĩ chính là Ngài đó, Ngài không còn muốn kéo dài mạng sống nữa, nhưng nội tâm Ngài vẫn còn chuyên nhất trú trong thiền định, như tháo áo giáp đang mặc thôi. Tất cả là do cái nhân duyên thôi, chứ không phải Ngài không có khả năng để mà duy trì mạng sống của mình, duy trì thọ mạng của mình. Như chúng ta biết hơn, trong Đạo Phật có rất là nhiều câu chuyện, có những cái vị ngồi thiền hàng trăm năm, và ngay cả Ngài Ma Ca Diếp á, theo truyền thuyết ghi lại đó, Ngài vẫn còn nhập định trong núi Kê Túc để truyền trao y bát của Đức Phật Bổn Sư cho Phật Di Lặc trong tương lai. Nên đó là cái sự truyền thừa từ một Đức Phật cho đến Đức Phật kế, từ thời Đức Phật cho đến giờ đó ha, là hơn 2.500 năm rồi đó. Ngài cũng vẫn còn hành thiền đó, đợi khi mà Bồ Tát Di Lặc thì hiện ở cội Long Hoa đó, khoảng chừng hơn 500 triệu năm nữa, chứ không phải là 50 năm, 100 năm gì như là người này người nọ họ truyền miệng với nhau ha. Như trong kinh nói về sự thượng sanh cung trời đô xuất của Bồ Tát Di Lặc, hoặc hạ sanh từ cung trời đô xuất xuống dưới cổ này đó, thì có nói rõ cái điều đó. Thì lúc bấy giờ Tôn giả A Nan suy nghĩ: thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy gây rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì đại địa chấn động như vậy? Thì khi mà thấy đất đai rung động như vậy, khiến cho lông tóc dựng ngược và sấm trời vang động, cho nên Ngài A Nan không biết cái nhân duyên gì, lý do gì mà có những cái điểm đó đó, những điều đó. Rồi Tôn giả A Nan đến tại chỗ Thế Tôn đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, Tôn giả bạch Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, thật là kỳ diệu, bạch Đức Thế Tôn, thật là hy hữu, đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì đại địa chấn động như vậy? Thì Ngài A Nan thấy những cái điểm như vậy đó, như mình nói là động đất đó ha, nhưng mà động đất lại khiến cho mọi loài tóc lông dựng ngược, gây rợn, sấm trời vang dậy đó. Ngài mới quay trở lại, mới thỉnh Đức Phật, thỉnh hỏi Đức Phật tại sao có nhân duyên như thế đó ha. Này A Nan, đây là Đức Phật Ngài dạy cho Ngài A Nan, trả lời cho Ngài A Nan đó: có tám nhân, có tám duyên khiến đại địa chấn động. Thế nào là tám? Này A Nan, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Này A Nan, đến thời đại phong khởi lên, gió lớn khi thổi làm nổi sóng nước, và khi nổi sóng nước thì quả đất rung động. Đó là nhân duyên thứ nhất, đại địa chấn động. Đức Phật Ngài nói có tám nhân và có tám duyên. Cái duyên đầu tiên á,
Tại sao mà có động đất á? Là khi cái thời mà đại phong là gió lớn thổi lên, làm nổi sóng nước, và khi nước nổi sóng thì quả đất nó rung động. Vì đất này nó thiết lập trên nước, đó là nhân duyên thứ nhất. Thì ở đây ha, chúng ta biết ha, nói về địa chất ha, tùy theo vùng, tùy theo chỗ, như bên Cali đó, chúng ta thấy là thì những nhà khoa học đó, nói là trong vòng 8-90 năm trở lại đó ha, có cái đường nứt á, như là Andrew vậy ha, đường nứt từ miền Nam Cali chạy dài cho đến miền Bắc Cali đó, mà biết bao nhiêu năm, có thể là nhờ cái duyên phước con người còn, cho nên cũng chưa có xảy ra điều đó. Khi xưa tôi cũng có nhớ là có những trận động đất nhỏ đó, thì cũng có rất là nhiều người sợ. Nhưng lúc đó còn hòa thượng, ngài mới nói khi nào mà ngài còn thì ngài không cho động đất. Thì từ đó sao không còn có những chuyện động đất nữa, do cái đức của ngài. Cũng có trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật này cũng dạy đó, nếu mà mình có cái duyên phước, có phước báo nhiều, thì mình sống những cái vùng có nhiều người cùng chung cái phước báo nhiều của mình đó, thì sẽ có những cái điềm lành. Còn ngược lại, nếu cái duyên phước mình kém cỏi, phước báo mình kém cỏi, mình tạo nghiệp nặng nề vân vân, mình sống trong những cái vùng nào mà có những nhiều người họ cùng tạo cái nghiệp giống giống như mình, có cái cộng nghiệp như vậy đó, cộng nghiệp xấu, cộng nghiệp nặng nề đó, thì thường xảy ra những cái chuyện như là động đất, hay là mưa to gió lớn, hay là thiên tai hoạn nạn vân vân. Ở đây Đức Phật ngài dạy ha, có những cái nhân, những cái duyên tổng quát mà tại sao có những chuyện động đất như vậy. Lại nữa, này A Nan, có vị Sa Môn hay là Ba Môn có thần thông, tâm trược chế ngự, hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại uy lực. Những vị này quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vậy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn động. Thì cái nhân duyên thứ hai đó, Phật ngài nói có những vị Sa Môn, vị tỳ kheo đệ tử của Phật, hay ngay cả những Bà La Môn tu theo ngoại đạo, họ có thần thông, họ chế ngược được tâm của họ. Hay các vị chư thiên mà có thần thông lớn, có uy lực lớn, những cái vị này có thể quán đánh đất có hạn, nhưng mà quán tánh của nước vô lượng, cho nên mới khiến cho cái quả đất này rung động. Do những cái sự ảnh hưởng bên ngoài, từ những cái vị tu tập có thần thông, những vị tu tập giữ được cái chánh định ha, hay những vị có cái oai lực lớn ha. Thôi cũng quá giờ, chúng tôi xin tạm dừng ở đây, để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.